Và giờ đây tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng xin được phép bắt đầu. Xin thân ái gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Xin thưa quý vị, con người có được sinh ra trên đời này vui tròn khỏe mạnh, đó là niềm vui mừng và phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Kính thưa quý vị, khi có gia đình, có được sự nghiệp vững vàng và các con của mình đã có được hạnh phúc hôn nhân, thì các bậc cha mẹ lại càng vui mừng và hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị, anh Nguyễn Văn Hoài, tức nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng của chúng ta cũng không nằm ngoài những quy luật của cuộc sống và hạnh phúc đó. Kính thưa quý vị, trong gần thời gian hơn nửa cuộc đời người qua, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng với sự thân cận của cuộc sống, anh vẫn vững vàng và đầy đủ nghị lực để lèo lái con thuyền gia đình hạnh phúc, vượt qua sóng gió, đi đến hết cuộc đời của cuộc sống hôn nhân và cuộc sống này do anh chị tạo dựng nên. Kính thưa quý vị, trong gia đình anh là một người chồng, một người cha hết sức mẫu mực và giàu lòng thương yêu vợ con. Ngoài ra anh còn là một chỗ dựa tinh thần hết sức lớn lao cho các con và vợ. Kính thưa quý vị, trong cộng đồng xã hội anh là người của công chúng, là một nghệ sĩ tài danh với một làn hơi phong phú, một giọng ca trời cho. Anh đã thổi hồn vào những ca từ, những lời ca, tiếng nhạc đã làm cho bài giọng cổ và bài tinh cổ giao duyên đã làm đứt lòng trong giới hồ điệu trong một thời gian dài. Kính thưa quý vị, ngoài những bài vọng cổ và tinh cổ giao duyên ra, anh còn để lại những vai diễn mà chắc chắn rằng sẽ để lại trong lòng người hâm mộ một dấu ấn không thể nào phai về nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Kính thưa quý vị, và giờ đây chắc có lẽ niềm vui mừng và phúc nhất là anh Minh Phụng sẽ được đứng trên sân khấu này hiện diện với tất cả quý vị quan khách. Chúng ta hãy chào đón anh bằng một tràng pháo tay thân nồng nhiệt. Thưa quý vị, xin được kính mời anh Minh Phụng. Nhiều hạnh phúc trong thời gian dài vừa qua, và người này cũng đã mang đến cho những điều trân trọng và quý báu trong cuộc sống này. Và chị cũng là người đã sát cánh bên anh trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời này, thưa quý vị. Và chị cũng là người cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong suốt một thời gian dài trong cuộc sống gia đình cho đến ánh đèn sân khấu, người mà chúng tôi muốn nhắc đến và cũng là nhân vật không thể nào thiếu được trong buổi tiệc hôm nay, đó là nữ nghệ sĩ Kiều Tiên.
và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng nhiều quý vị và đón nhận xin chào quý bà chị. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, rất may mắn và hạnh phúc lớn lao cho nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng và nghệ sĩ Kiều Tiên là anh chị có được những người con hiếu thảo ngoan hiền, và ngoài ra anh chị còn có một niềm hạnh phúc lớn hơn là các con của anh chị đều tiếp bước theo con đường làm nghệ thuật của anh chị. Kính thưa quý vị, để đáp lại lòng hiếu thảo cũng như công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, trong ngày hôm nay các con của anh đã có những món quà, những lời chúc và góp tay vào cho buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của anh hôm nay như là một lời tri ân chân thành nhất mà các con đã gửi đến cha trong ngày buổi hôm nay. Và cũng qua buổi tiệc này, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng xin ôn cố tri ân và cảm niệm tri ân những quý vị đã và đang giúp đỡ anh chị trong con đường xây dựng sự nghiệp và tạo dựng hạnh phúc cho mình. Một lần nữa anh chị xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi xin chân thành kính mời những người con thân yêu của anh chị. Trước khi chúng tôi xin chân thành kính mời, và trước đó là em Nguyễn Văn Thiều là người con bé của anh chị, cùng với thân mẫu của nữ nghệ sĩ Kiều Tiên. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh chị Điền Thanh là em của anh Minh Phụng và chị Kiều Tiên. Và xin quý vị chúng ta sẽ đặt một tay đặc biệt với quý vị đó anh chị Điền Thanh. Cảm ơn anh chị. Và rất tiếc đó là chị Lệ Hằng cùng với các cháu. Và xin trân trọng kính mời chị Lệ Hằng và các cháu. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật nhiều đi cùng cho nó chị Lệ Hằng. Cũng rất tiếc rằng với lý do khách quan đã không có mặt ở đây, hai cháu hiện đang định cư ở nước ngoài, đó là hai cháu Minh Hoàng và Minh Phước. Nhưng hai cháu cũng có gửi quà và lời chúc mừng đến bố trong ngày vừa nay. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật nhiều để chúc mừng cho lời chúc mừng và món quà thật ý nghĩa này cho quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cô Sáu là em của anh Minh Phụng cùng với chồng cũng có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Là từ Mỹ Tho đến đây trong buổi tiệc này, chúng ta sẽ cùng nhau hóa ra để cùng trân trọng đón hai con. Xin chào mừng. Kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự hiện diện của anh Minh Phụng, chị Kiều Tiên, các con và bà thân mẫu của chị Kiều Tiên cùng với các anh chị là em của anh chị và các con trong ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép đại gia đình của anh chị xin gửi đến quý vị lời chào mừng trân trọng nhất. Để đáp lại tấm lòng yêu mến của tất cả quý vị, hãy dành chút ít thời gian quý báu của mình để đi vui tiệc sinh nhật này. Và chúng tôi xin được nhường lời để cho nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Xin thật cảm ơn những tràng pháo tay và quý ban khách, các chú các bác, các anh chị và các bạn rất nhiều. Minh Phụng xin thú thật, Minh Phụng rất là xúc động và thành thật cảm ơn các chú các bác, các anh chị và các bạn trong thời gian Minh Phụng nằm điều dưỡng tại bệnh viện. Rồi hôm nay quý vị và các bạn cũng bỏ chút thời giờ để đến đây chia vui với Minh Phụng. Minh Phụng cũng không biết nói gì hết. Chú các bác, các anh chị và các bạn, hôm nay là ngày vui nhất của gia đình Minh Phụng Kiều Tiên, và xin thay mặt gia đình để cảm ơn sự ủng hộ tới đông đảo
con xin thay mặt gia đình cũng như thay mặt ba con, thì đây là buổi tiệc của ba con, biết con còn nhỏ, con không thể đứng đây mà để nói thay lời ba con được. Nhưng vì ba con quá xúc động, cho nên con xin phép các cô chú, các bác, những cô chú bác đồng nghiệp, đàn anh có đàn chị có của ba con. Một lần nữa con xin cảm ơn các cô chú đã dành nhiều thời gian, dù rất là bận rộn rất là nhiều, đã đến đây để chung vui gia đình con, cũng như để chúc mừng cho sức khỏe của ba con. Chờ một lần nữa, gia đình của chúng con xin gửi lời tri ân đến tất cả các cô chú, cô bác có mặt trong ngày hôm nay. Người mà con xin nói đến lời tri ân rất là nhiều là một người bạn đồng nghiệp của ba con. Con muốn gọi đến xin mời nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Con đang thường như là nói Lệ Thủy xin mời nói trong sân khấu. Thì ba con mời chào bác Lệ Thủy là suốt ngày thức việc 24/24 dù ở xa. Mình cũng thành thật xin lỗi các chú các bác các chị và các bạn vì con người nghệ sĩ luôn có một cái tình cảm sâu nặng, thành thử ra mình cũng không cầm được giọt nước mắt. Vì những giọt nước mắt này không phải là buồn nhưng mà vui cầm lòng không được. Thôi cũng xin quý vị các bạn đã thương Minh Phụng từ xưa đến nay, thì những gì trong buổi lễ hôm nay có sơ sót, Minh Phụng cũng xin quý vị và các bạn cũng thương và bỏ qua cho Minh Phụng. Thành thật cảm ơn. Xin quý vị những cổ vũ những lời chúc mừng tốt đẹp đã dành cho nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng vừa rồi. Và một lần nữa chúng ta ước mong rằng trong thời gian sắp tới, mong rằng anh sẽ có được sức khỏe 100% và anh sẽ tiếp tục trên sân khấu với những vai diễn, với những bài giọng cổ mà đã làm đứt lòng với mọi người trong thời gian vừa qua. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nhiệt để chúc mừng cho anh, cho quý vị. Xin chào mọi người. Và đây là cho quý vị hôm nay được bắt đầu chúng tôi xin mời quý vị cùng bắt đầu đi. Và nâng ly thật cao, xin một tiếng thật to để chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, và chúng ta cùng chúc sức khỏe cho nhau trong buổi tiệc hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng nâng cao ly và xin một tiếng vỗ thật to sau lễ đến với chúng tôi. Nào chúng ta sẽ bắt đầu 1, 2, 3. Rất tuyệt vời, xin chúc quý vị những cái bắt sinh nhật lần thứ 60 của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng đây đã hoàn tất một cách cùng tốt đẹp. Xin được phép thay mặt cho anh và chị cùng với bà ngoại và các cháu xin chân cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị một buổi tiệc thật hoan nghênh, xin chào quý vị và chúc. Không, cái.
À, có đây á, có đây á. Ơi, quá đẹp luôn. Anh chỉ
Quen một đứa chờ cái gì không rồi chỉ kêu lại bằng anh rồi về.